Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Như vậy là Thương Hải đã kết thúc một bộ truyện dài đầu tiên của kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Đình Duy cũng rất cảm ơn quý vị khán thính giả đã ủng hộ kênh, ủng hộ MC cũng như ủng hộ Thương Hải. Ngày hôm nay thì Đình Duy xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện mới có tên là Cực Phẩm Gia Đình của tác giả Vũ Nham. Nguồn truyện Tàng Thư Viện. Bộ truyện này đã xuất hiện cách đây 10 năm, đúng vào dịp Euro 2008, là bắt đầu được dịch ở trên Tàng Thư Viện, với sự hỗ trợ của rất nhiều các dịch giả, rất nhiều các biên tập để có thể hoàn thành được bộ truyện này. Sau đây thì Đình Duy sẽ giới thiệu qua về bộ truyện này cho mọi người cùng nghe. Đặc biệt là bộ truyện này cũng đã được chuyển thể thành phim. Tuy nhiên thì phản hồi của nó không được tốt, tại vì một bộ truyện rất là dài, nếu mà chuyển thể thành phim thì là chắc chắn là không thể thể hiện được hết. Cực Phẩm Gia Đình. Nhân vật chính của truyện là Lâm Văn Vinh, 24 tuổi, nổi tiếng là Hắc Mã Vương Tử bởi sự thông minh, ngoại hình cao to, làn da ngăm đen ưa nhìn, khả năng vẽ tranh và tài ăn nói sắc sảo, cùng khả năng sát gái thượng thừa. Sau khi tốt nghiệp thủ khoa Đại học Bắc Kinh và làm giám đốc kinh doanh cho một công ty bán hàng, trong một chuyến du lịch núi Thái Sơn, vô tình bị ngã vào khoảng không gian kỳ và rơi vào một thế giới lạ, trái ngược hoàn toàn với lịch sử và hiện thực. Từ đây cuộc đời Lâm Văn Vinh chuyển sang một ngã rẽ kỳ diệu với cái tên mới là Lâm Tam. Bằng khả năng thích ứng cực cao, tài năng kinh tế, kiến thức hiện đại và bộ da mặt dày của một gian thương, Lâm Tam đã chung tay khôi phục Tiêu gia, một thương phủ nổi danh nhất nhì ở Kim Lăng, Hàng Châu. Giữa lúc sản nghiệp tổ tông có nguy cơ bị kẻ giấu mặt trong triều thôn tính, nhằm phục vụ âm mưu tạo phản, gây dựng nên gia tài khổng lồ từ hai bàn tay trắng. Đồng thời từ một gia đình nhỏ nhoi, tiến lên vị trí ông chủ Tiêu gia khi đánh cắp thành công trái tim của cả hai vị tiểu thư tuyệt sắc. Lại thêm tài đạo văn vượt trội, Lâm Tam Ca tỉ thí với bao danh nhân tài tử, thành danh hắn theo đó càng trở nên lẫy lừng và được hoàng đế phong tặng danh hiệu thiên hạ đệ nhất đinh. Và cũng từ đó Lâm Tam được vô số bóng hồng quốc sắc thiên hương, nữ nhi kiếm khách, tài nữ, danh nhân vây quanh. Hài hước nhưng vô cùng lắng đọng, khoáng đạt mà không vương thô tục. Cùng với lối hành văn hết sức thực tế, hài hước và gần gũi với người đọc. Kết cấu truyện logic, miêu tả tâm lý nhân vật cực hay. Cực Phẩm Gia Đình xứng đáng là tuyệt phẩm hàng đầu trong các truyện sắc hiệp trước đây, hiện nay và thậm chí là sau này. Thực tế là cho đến bây giờ thì vẫn rất nhiều người thích bộ truyện này. Đặc biệt là với những ai đã đọc và đã thích Lộc Đỉnh Ký thì bộ truyện này cũng rất là hấp dẫn vì họ sẽ thích nhân vật Lâm Văn Vĩnh, Lâm Tam. Và không để mất thời gian của mọi người, chúng ta cùng đến với Cực Phẩm Gia Đình, tập 1. Chương 1. Công tử, công tử. Gió xuân khẽ thổi, hàng dương liễu đu đưa trước gió, mặt hồ huyền vũ tựa như một mặt gương khổng lồ sáng bóng. Khi ánh nắng chiều chiếu xuống, mặt hồ phản xạ ánh vàng nhàn nhạt. Trên mặt hồ sóng vỗ nhẹ nhẹ, du thuyền đi lại như thoi đưa, không ngừng truyền đến tiếng cười nói từ những con thuyền, đều là các tiểu thư tỉ muội xuất du vãn cảnh. Quang cảnh thật là náo nhiệt. Vô số các nho sinh tử sĩ đứng trên đầu thuyền, đôi mắt như dính vào những hoa thuyền của các thiên kim tiểu thư, nét mặt không hề che giấu khát vọng như chó sói rình mồi. Nhưng ngay khi tiếp cận hoa thuyền, bọn họ nhất thời cải biến sắc mặt, trở lại một dáng dấp rất mực chánh trực thanh cao, mắt không tà niệm, phe phẩy quạt, ngầm thờ vịnh phú, vô cùng phong lưu. Vài chiếc quan thuyền thả neo trên mặt hồ, các nàng thiên kim tiểu thư ẩn sau những tấm mảnh, len lén nhìn đám phong lưu tài tử xung quanh, lựa chọn ý trung nhân cho mình. Đứng trên bờ hồ huyền vũ, nếu muốn dùng một từ để tả tâm sự của Lâm Văn Vinh bây giờ, thì không có gì đúng bằng giải đen. Thực sự, hắn đang giải đen. Từ khi đến nơi này đã được một tháng rồi, vận đen vẫn không hề buông tha hắn. Có lẽ,
ngay khi quyết định tham gia đoàn du lịch của công ty đến Thái Sơn du lịch, vận đen đã chộp lấy hắn, đặc biệt là khi đoàn lữ hành điểm danh gặp tên của tiểu nữ kia. Hắn đã có những cảm giác bất an, mà thực sự đã chứng minh phán đoán của hắn. Lâm Văn Vinh quay về mặt hồ, hùng hăng nhổ một ngụm nước bọt lớn. Tâm tình có khá hơn một chút, một cảm giác khoan khoái tràn ngập cơ thể hắn. Việc nhổ bọt mà thực sự là sảng khoái à? Đã lâu không có thống khoái vậy. Mẹ nó chứ, thời đại này, may mà chưa có những lao bà đeo băng đỏ, hầm hầm hè hè, ghi biên lai phạt ta 50 đồng à? Lâm Văn Vinh tự đánh giá hình ảnh mình phản chiếu trong làn nước. Mắt sáng mày kiếm, mũi to, nụ cười thân thiện. Nếu y mặc một bộ sĩ phục, tức là văn nhân y phục, thì có lẽ so với đám văn nhân đang có mặt trên mặt hồ lúc này, y còn phong tao hơn vài phần. Chỉ tiếc y mặc một thân trường sam màu xanh, chân đi đôi giày vải gần hỏng. So với đám văn nhân phong lưu tài tử ở đây, thật sự là có chút nghèo nàn thanh bẩn quá. Hơn nữa trên đầu là bộ tóc ngắn ngủn, hoàn toàn khác biệt với người ở đây. Trên đầu cũng không vấn lấy một chiếc khăn, lại càng không phù hợp với hoàn cảnh ở đây. Có vài tiểu nữ đi qua, chỉ cần thoáng nhìn bộ dạng quần áo của Lâm Văn Vinh, căn bản không cần nhìn đến mặt y, trực tiếp bỏ qua hắn. Ánh mắt ngó thẳng về đám tài tử uy phong đang run run vì gió lạnh trên đầu thuyền. Đột nhiên đám mỹ nữ như bị gió thổi túm tụm lại bên bờ hồ, không ngừng nhìn về phía mặt hồ xa xa bàn tán. Tiếng oanh oanh yển yến thỏ thẻ thật dễ nghe. Ôi, mau nhìn kìa, nhìn xem, đó là Kim Lăng đệ nhất tài tử Hậu Dược Bạch, Hậu Công Tử đó. Ôi, thật là đẹp trai, ôi, thật là si tình kìa. Ai, đây là tiểu thư nào mà may mắn vậy? Lâm Văn Vinh theo hướng các ả chỉ trỏ nhìn về hướng đó. Chỉ thấy trên mặt hồ có 3 chiếc hoa thuyền đang theo dòng tiến trôi đến. Mỗi chiếc đều có 2 tầng, cao khoảng 6-7 thước. Trên treo đèn lồng, tầng trên là lầu cát, sừng đắc thượng thị, vũ khí hiên ngang. Trên 3 chiếc hoa thuyền đều treo cờ quạt tung bay. Chiếc bên phải và trái có treo một tấm hồng điều lớn từ trên bụng thuyền rủ xuống. Bên phải là Xuân Phong Phủ Ngã Ý. Bên trái là Trích Vi Quân Khuynh Tâm. Nghĩa là gió xuân vỗ về lòng ta, chỉ vì quân tử siêu lòng. Trên chiếc thuyền ở giữa, một vị công tử đứng thẳng trên đầu thuyền, mặt đẹp như ngọc, phe phẩy quạt giấy, mặt có nét cười, áo bay theo gió, dáng trông thật là phong lưu tiêu sái. Chiếc hoa thuyền thứ 3, to và sang trọng hơn nhiều, so với chiếc hoa thuyền của Hậu Công Tử còn lớn hơn. Phi diêm lầu cát, không thể tả hết sự quý phái của nó. Chỉ tiếc rèm che 4 bề, khiến người người không thể thấy rõ. Trên đầu thuyền treo một chiếc đèn lồng thật lớn, tung bay theo gió. Trên đó có một chữ vàng thật lớn, Lạc. Là Lạc tiểu thư, là Kim Lăng đệ nhất mỹ nữ, đồng thời là đệ nhất nữ nhân tài ba lỗi lạc. Một nữ tử đứng bên cạnh Lâm Văn Vinh kêu lớn, trên mặt tràn đầy hưng phấn, hiển nhiên là kẻ đang thần tượng Lạc tiểu tỷ kia. Kim Lăng đệ nhất tài tử thì là cái quái gì? Lâm Văn Vinh tâm trạng hoàn toàn không ở mặt hồ. Kim Lăng đệ nhất mỹ nữ và Kim Lăng đệ nhất nữ nhân à? Càng làm hắn có chút xem thường. Ngày nay, cơ hội nói chuyện với đám phụ nữ một chút là đã thấy họ tự cho mình là mỹ nữ gì đó. Tại cái thế giới kia của hắn, nếu đem thân thể mấy tác gia nữ sĩ ra so sánh, chắc hầu như toàn thấy kiểu gầy còm cỡ da bọc sắt, chẳng có gì đáng kinh ngạc khen ngợi cả. Nghe nói, Hậu Công Tử đã theo đuổi Lạc tiểu thư đã 2 năm rồi. Hắn thân là công tử con phủ Doãn Kim Lăng, vừa là tài tử được tôn xưng là Giang Chiết tài tử. Với gia thế và tài năng của y, nếu ta là Lạc tiểu thư thì đã hạnh phúc đến chết mất. Một hoa si nữ nói. Thiết nghĩ Lạc tiểu thư là Kim Lăng đệ nhất nữ nhân, đồng thời là tài ba đệ nhất mỹ nữ. Luận văn tài không thể so là kém Hậu Công Tử. Lại là thiên kim tiểu thư của Giang Tô Tổng Đốc. Luận gia thế có lẽ còn cao hơn Hậu Công Tử một bậc. Cho nên Lạc tiểu thư chưa chắc đã nhìn trúng Hậu Công Tử. Một người hiển nhiên là kẻ hâm mộ Lạc tiểu thư đáp lời. Theo ta thấy, Kim Lăng đệ nhất tài tử và Kim Lăng đệ nhất tài hoa nữ nhân, bọn họ đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Không chỉ Kim Lăng thành này, mà ngay cả Giang Chiết tỉnh, nếu muốn tìm một đôi tương xứng với bọn họ, cũng thật khó khăn à. Hoa si nữ nói tiếp.
Lâm Văn Vinh bất lực lắc lắc đầu. Đàn bà trời xanh quái quỷ à? Người ở thời đại nào cũng giống nhau. Trên hồ, vị phong lưu hậu công tử kia đã đậu hoa thuyền của mình bên cạnh chiếc thuyền của Lạc tiểu thư, rồi ôm quyền cúi mình, hiển nhiên là đang cầu gì đó với Lạc tiểu thư ở trong thuyền. Một lát sau, từ trong thuyền của Lạc tiểu thư, một nha hoàn xinh đẹp bước ra, đứng ở đầu thuyền hướng đến hậu công tử nói vài câu. Sắc mặt hậu công tử lộ rõ vẻ thất vọng, tiếp theo lại biến thành vui sướng thần sắc. Lập Văn Vĩnh đứng cách họ quá xa, căn bản không nghe thấy họ nói với nhau cái gì. Bất quá nhìn về mặt hậu công tử thật kỳ quái. Thế này cuối cùng vị tiểu thư họ Lạc kia có cự tuyệt hắn ta không thế? Sao vì hậu công tử lúc đầu thất vọng, sau lại cao hứng thế? Hai vị nữ tử gần hắn hiển nhiên cũng tâm trạng nghi hoặc như hắn. Thấy chiếc thuyền của Hoa Lạc tiểu thư từ từ đi đến giữa hồ, vị nữ tử hâm mộ Lạc tiểu thư vui vẻ nói: Thế là thế nào? Ta không có nói sai nhé, hậu công tử không hẳn là có khả năng khiến Lạc tiểu thư động tâm đâu. Nữ tử hâm mộ hậu công tử cắt ngang nói: Ta thấy chưa chắc thế. Xem hình dáng hậu công tử lúc này thực sự cao hứng, nói không chừng một tháng nữa sẽ có ước hẹn cùng gia nhân. Thế này cũng bình thường, để xem phong tục của thế giới này ra sao. Dù sao nam nữ hữu biệt, nói chuyện tình ái đương nhiên phải tìm nơi vắng người, chẳng thành gió mát mới là tuyệt vời chứ. Hậu công tử nhìn hoa thuyền của Lạc tiểu thư đi xa dần, nhưng vẫn như cũ dõi theo, khuôn mặt nở nụ cười, mắt nhìn đăm đăm, thể hiện ra ngoài vẻ phong lưu đa tình bộ dáng, khiến cho Lâm Văn Vinh đến phản cảm. Tiểu tử, có gì mà đắc ý chứ? Nói chuyện tán gái, ông nội người đây có thủ đoạn cao hơn người gấp vạn lần. Nhìn điệu bộ si mê của ngươi kìa. Lâm Văn Vinh tự dưng bất bình nghĩ thầm. Thời tiết cuối thu, sắp sửa sang đông. Gió hồ từ phía sau thổi đến. Hậu công tử dường như thấm lạnh, đầu vai run lên. Lâm Văn Vinh soi mói, nhìn tường tận từng động tác của y, nhịn không được cười hắc hắc. Ông trời ơi, rét chết thằng nhãi chỉ cần phong độ, không cần ôn độ này đi. Ta còn đang bảo, sao mà mùa xuân đến nhanh vậy? Thì ra là thằng nhãi này và đám tiểu nữ kia muốn đón xuân à? Lâm Văn Vinh cười lạnh, khiến cho mấy tên nữ tử bên cạnh chú ý. Các nàng ánh mắt nhìn ngó Lâm Văn Vinh, nhìn thấy bộ dạng nghèo đói bần hàn và bộ tóc ngắn ngủn, đều cho miệng cười rộ lên khinh rẻ. Đến khi nhìn thấy thân hình của hắn, lập tức mặt đỏ lên, không dám nhìn hắn nữa. Lâm Văn Vinh cao 1m77, vì luôn luôn chăm chỉ tập thể dục quanh năm, nên thân hình cân đối, tràn đầy sinh lực. Dung mạo không xấu, màu da khỏe mạnh như màu hạt lúa tiểu mạch. So với một bạch diện tài tử môn, thì động tác của hắn có một mị lực lay động lòng người. Cũng khó tránh những nữ tử kia khi thoáng nhìn hắn, đều không dám quay lại nhìn. Nam nhân này có một mị lực rất lớn tác động vào tâm linh các nàng. Năm đó, trong khi tại Bắc Kinh học đại học, Lâm Văn Vinh được gọi là Hắc Mã Vương Tử. Rất nhiều nữ tử đã thầm thương trộm mến hắn. Ở đây có mùi gì vậy? Nhìn điệu bộ nghèo đói của y kìa. Hoàng huynh, cùng với thằng nhãi này đứng một chỗ có khi làm nhục thân phận của ngươi. Chúng ta tránh xa hắn ra. Đó là vài tên tài tử đứng bên cạnh hắn. Sau khi nhìn thấy hậu công tử cưa cẩm tiểu thư, vốn sự tự tin đã bị đả kích rất lớn. Vừa rồi các mỹ nữ bên cạnh lại hoàn toàn không chú ý gì tới họ. Ngược lại ánh mắt lại tập trung vào Lâm Văn Vinh. Chúng không bực tức sao được. Chỉ có điều khi nhìn đến bộ dạng bần hàn của Lâm Văn Vinh, thì các tài tử lập tức đứng thẳng dậy. Tựa hồ cảm giác khỏe khoắn đã hồi phục trên cơ thể. Chúng không thèm nhìn tới dung mạo của Lâm Văn Vinh. Ngược lại từ vẻ bần hàn của Lâm Văn Vinh, tìm lại được sự tự tin, xuất ngôn châm chọc hắn. Lâm Văn Vinh trước khi đi vào thế giới này là một giám đốc thị trường của một công ty tầm trung. Năm 21 tuổi tốt nghiệp đại học, chăm chỉ làm việc 4 năm. 25 tuổi trở thành một vị giám đốc thị trường trẻ nhất của công ty. Kiến đa thức quảng, các lĩnh vực đều nắm được. Thấy những ánh mắt của những kẻ bên cạnh, Lâm Văn Vinh đương nhiên biết họ đang suy nghĩ gì. Không nhịn được trong lòng cười lạnh. Thì ra cái tư tưởng ghét nghèo thích giàu có mặt ở rất nhiều trong lịch sử. Thời đại nào cũng giống nhau.
chứ hoàn toàn không phải là đặc sản riêng của thời đại của Hy. Chiếc hoa thuyền của hộ công tử cũng chậm rãi rời đi. Đám người đứng xem cũng vắng dần. Vài nữ tử bên cạnh lén liếc nhìn hắn, rồi nghiêm mặt rời đi. Khuôn mặt vẫn còn nét thẹn thùng. Lâm Văn Vinh nhìn phong cảnh mặt hồ lại trở lại bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong lòng không khỏi cười thầm. Khi học đại học, cái cảnh theo đuổi nữ sinh này đã thấy qua vô số lần. Thật ra mà nói, sự thể hiện của hậu công tử vừa rồi thực sự là quá kém cỏi. Lâm Văn Vinh trong lòng nổi lên một cỗ hoài niệm. Y nhớ tới những huynh đệ trong ký túc xá trước kia, cũng nhớ đến cô bạn gái đầu tiên, nhớ tới ánh mắt đau đớn tột cùng của nàng trong đêm chia tay với y. Dù nàng đã rời đi hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, nhưng y biết tình cảm của nàng với mình vô cùng sâu đậm. Nàng không biết bao nhiêu lần cầu xin y cùng nàng đi ra nước ngoài, thậm chí ngay cả passport và vé máy bay đều đã chuẩn bị đầy đủ cho y, nhưng lại bị y vô tình cự tuyệt. Tại Đại học Bắc Kinh, việc xuất ngoại là thời thượng, nhưng Lâm Văn Vinh lại không như những kẻ khác. Khi tốt nghiệp, hắn không hề lựa chọn một công ty lớn, mà lại chỉ lựa chọn một công ty quy mô trung bình để làm việc. Hắn có một tình yêu quê hương rất sâu sắc. Lâm Văn Vinh tin tưởng rằng y có một câu nói khiến cho nàng cả đời không quên. Ta không nghĩ sẽ bằng đôi mắt màu đen của ta nhìn thấy thế giới, mà tại đó toàn những kẻ mắt màu lam kia. Khi nàng lên phi cơ, Lâm Văn Vinh căn bản không có đi tiễn nàng. Việc này hoàn toàn không phải là hắn tuyệt tình, mà là hắn không biết nếu đi thì sẽ nói gì với nàng. Việc này tất cả là do nàng lựa chọn, thì không được oán người khác. Mỗi người nên phải chịu trách nhiệm cho hành vi của chính mình. Nghe nói hôm đó nàng khóc như mưa như gió, thiếu chút nữa thì máy bay cũng không thể cất cánh được. Lâm Văn Vinh khi đó ngoại trừ một cảm giác đau lòng, thì lại có một cảm giác khoái cảm của việc báo thù. Ai bảo là nam nhân không thù vặt nào? 4 năm tiếp theo, Lâm Văn Vinh điên cuồng làm việc, điên cuồng chinh phục nữ nhân. Sự nghiệp hanh thông, hắn cũng thay đổi không ít bạn gái. Ta trời sinh không phải là kẻ si tình. Lâm Văn Vinh rất thích dùng câu này để trả lời cho bạn bè quan tâm đến khía cạnh này của hắn. Vốn hắn đang sống vô cùng thoải mái, thì đột nhiên nha đầu kia vào công ty. Tất cả đều thay đổi. Nha đầu đó được giữ chức phó tổng giám đốc kinh doanh, chính thức là thượng cấp của hắn. Cũng không biết vì sao mà ả nhìn Lâm Văn Vinh không hợp nhãn. Mọi việc cứ như thể luôn luôn chỉ trích hắn. Cho đến nay cũng chưa bao giờ dùng bộ mặt dễ chịu khi tiếp xúc với hắn. Nếu không phải là nể mặt mẹ nàng, thì Lâm Văn Vinh đã sớm đem nàng tiền sát hậu gian, rồi lại tái sát tái gian rồi. Thuận miệng nói một câu, thì nhà đầu kia chính là con gái của tổng giám đốc công ty. Lại nghĩ đến khả ác nhà đầu kia, Lâm Văn Vinh căm tức nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải vì ả, thì mình làm sao mà lại đi vào địa phương này? Nhớ đến khi ấy chính mình từ trên đỉnh Thái Sơn rơi xuống, trong nháy mắt, vẻ mặt của nhà đầu kia có phần tựa hồ không đúng, giống như thống khổ. Thật sự thống khổ. Trong không trung mông lung ấy, Lâm Văn Vinh vẫn còn nhớ rõ ả còn lôi kéo giữ mình lại một lát, tựa hồ như chính mình rơi xuống, hoặc là mình kéo nàng rơi xuống. Sau đó vẻ mặt của ả như tự nguyện rơi xuống sau hắn. Đương nhiên, trí nhớ đó cũng không chính xác. Khi ấy Lâm Văn Vinh sớm đã không phân biệt được phương hướng, còn trí nhớ thì mông lung. Căn bản không thể xác định được lúc đó đã xảy ra chuyện gì cả. Lâm Văn Vinh cũng sẽ không thể tin rằng, sẽ không thể tin được rằng nha đầu kia lại vì mình mà nhảy xuống. Khi hắn trượt chân rơi xuống núi Thái Sơn, nha đầu kia không chừng cao hứng còn không kịp kia. Lâm Văn Vinh lại nghiến răng nghiến lợi chửi mắng nha đầu kia, rồi cũng không nghĩ đến ả nữa. Việc đã qua thì để nó yên ổn qua đi. Lâm Văn Vinh tính tình lạc quan đến mức phô trương. Nhưng đối với hắn, đây là một thế giới mới tinh. Hắn không lạc quan thì còn ai lạc quan? Lâm Văn Vinh tâm tư lại nhớ đến cảnh tượng lúc trước. Mặt hồ huyền vũ sáng lấp lánh, hiện giờ vô số giai thoại của các tài tử gia nhân đang diễn ra. Trước mặt là cảnh đẹp nhất của Kim Lăng, thật không hổ được phong là Tần Hoài đệ nhất phong nguyệt địa danh. Chỉ nghe nói là phương Bắc hiện đang chìm trong khói lửa chiến tranh.
Vậy mà đám tài tử gia nhân tựa hồ như không có giác ngộ chút nào. Cả ngày đều ra vẻ phong lưu khoái hoạt. Cũng là chính thức ứng với câu Bắc Sải Lang, nam tài tử mỹ danh. Vào thế giới này đã được một đoạn thời gian rồi. Sự thật rõ ràng không thể thay đổi được gì. Lâm Văn Vinh bắt đầu dùng ánh mắt của một người bản địa để kiến giải các vấn đề. Noãn phòng huân đích du nhân túy, trực bà Hàng Châu tác biện châu. Nghĩa là gió thổi nhẹ nhẹ khiến lòng người say mê, như lấy Hàng Châu biến thành biện châu. Lâm Văn Vinh khẽ khẽ ngâm lên. Tình ấy, cảnh ấy, tránh thức thì hai câu thơ này là hai câu của một vị tiên hiền, nhưng cũng không quan trọng. Ở tại địa phương này, được Lâm Văn Vinh ngâm lên thì đúng là của hắn làm ra rồi. Thật là không biết xấu mặt. Là một giám đốc kinh doanh trên thương trường, còn có việc đáng xấu hổ nào mà y chưa từng thấy qua. Còn có những việc vô sỉ hơn nhiều. Nên việc đạo vài câu thơ, Lâm Văn Vinh coi mình vẫn còn thuần khiết như một ngây thơ trình nữ. Trên mặt hồ Huyền Vũ hiện tại, lại có một tài tử được mời lên hoa thuyền của một thiên kim tiểu thư để đàm luận. Ngẫm lại những tao ngộ mình đã trải qua, trong lòng y thật sự có chút bất bình. Hung hăng, hắn quay lại, phun một ngụm nước miếng xuống hồ. Trời ạ, đám nước miếng này dìm chết cái lũ tán gái bạt mạng kia đi. Tuyệt một câu. Đoạn phòng huân đích dụ nhân túy, trực bà Hàng Châu tác biện châu. Câu thơ cổ huynh đài thực sự hay tuyệt. Một giọng nói trong trẻo thánh thót vang lên phía sau Lâm Văn Vinh. Kèm theo đó là thanh âm của một cây quạt nhỏ đang vỗ vào lòng bàn tay. Đúng là đang tán tưởng hắn. Rồi âm thanh trong trẻo ấy lại thong thả ngâm lại câu thơ hắn vừa xuất khẩu. Trong ngữ khí có vài phần tán thưởng. Cuối cùng thì cũng có một kẻ tán thưởng ta rồi. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Trong lòng cũng có vài phần đắc ý. Mặc dù câu này không phải hắn nghĩ ra, nhưng lại từ miệng hắn ngâm ra. Xem ra nhờ công của cha hắn rất nhiều à. Cha hắn là một giáo viên văn học của một trường tiểu học ở nông thôn. Để rèn luyện trí nhớ cho hắn, bắt hắn học tập rất nhiều đường thi, tống từ khi còn nhỏ. Lâm Văn Vinh từ quay lại, thấy một tuyệt sắc công tử đang đứng sau hắn mỉm cười. Chỉ có thể dùng tuyệt sắc hai từ, bởi vì vị công tử này thực sự như vậy mà. Mì liễu, mắt phượng, môi đỏ như son, nhãn thần long lanh. Tay cầm chiếc quạt nhỏ màu trắng, thân mặc một bộ trường sa màu vàng. Đứng tại đó như hàng liễu đung đưa theo gió. Vẻ tuấn tú không thể dùng lời tả hết. Lâm Văn Vinh chưa từng thấy Tống Ngọc và Phan An. Nhưng theo hắn suy nghĩ, thì hai tiểu tử kia cũng không thể hơn được vị tuyệt sắc công tử này. Lâm Văn Vinh mặc dù cũng tự nhận mình là anh tuấn phong lưu hào hoa phong nhã. Nhưng thứ nhất là hắn đã đến đây hơn một tháng. Đối với những kẻ này thập phần không ưa. Một nguyên nhân khác là gã công tử này trên người toát ra mùi hương phấn. Vừa nhìn đã biết là suốt ngày giao dịch với những công tử nhà giàu. Đối với Lâm Văn Vinh, vốn được coi là hình mẫu hắc mã vương tử, thì phong cách hoàn toàn bất đồng. Cho nên nếu luận về tuấn tú, Lâm Văn Vinh thực sự không sánh nổi hắn. Hơn một tháng nay hắn đã gặp nhiều công tử, tiểu thư khuê các, nhưng cũng không có kẻ nào được bằng một phần của gã tuyệt sắc công tử này. Bên cạnh tuyệt sắc công tử là một thư đồng thanh tú, cũng là một kẻ vô cùng tuấn tú. Chủ tớ bọn họ nhìn Lâm Văn Vinh, rồi cùng nở một nụ cười. Gã tiểu thư đồng dương mắt nhìn mái tóc ngắn ngủn của hắn, vẻ mặt như sắp bật cười, nhưng rồi lại cố gắng kìm nén, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đỏ bừng. Lâm Văn Vinh tự nhiên biết tiểu tử này muốn cười nhạo mái tóc ngắn của hắn. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng nhỏ nhắn đáng yêu của kẻ kia, hắn cũng không nỡ trách. Mà độ lượng vung tay nói, tiểu huynh đệ, muốn cười thì cười lên đi, đừng cố kìm nén, khó chịu lắm. Nghe Lâm Văn Vinh không gọi công tử cũng không gọi huynh đài, đúng là ngoài dự kiến của tuyệt sắc công tử kia. Gã thư đồng tuấn tú cũng nhìn Lâm Văn Vinh, không hề cố kỵ mà lại cười lên thành tiếng. Nghe thanh âm thánh thót của y, Lâm Văn Vinh nghe thấy thật giống tiếng cười của thiếu nữ. Việc nữ cải nam trang cũng nói đến rất nhiều trong các tiểu thuyết. Khiến hắn cẩn thận quan sát kỹ càng bộ ngực hai người này. Thực là bằng phẳng. Cái này có lẽ để cho Boeing 777 hay Airbus 380 cất cánh hạ cánh được ấy chứ. Nếu nói y là đàn bà, chẳng lẽ phải đem cái vật tròn tròn đó một đao cắt đi chắc.
Việc đó thì Lâm Văn Vinh đương nhiên không thể tin nổi. Vậy ta trước hết cứ coi họ là nam nhân đi. Chỉ là tiếng cười của họ thực sự không đúng lắm. Lâm Văn Vinh trong lòng cũng có chút lo lắng. Trừ khi hai người này là những kẻ từ Thái Lan mới được nhập khẩu về đây. Mặc dù không biết ở thời đại này liệu có Thái Lan hay không, nhưng điều đó cũng khiến cho Lâm Văn Vinh không tự chủ được, toàn thân nổi da gà. Hắn lùi về phía sau, lùi ra sát mép Hồ Huyền Vũ. Vị tuyệt sắc công tử kia thấy Lâm Văn Vinh lúc lâu không có nói gì. Ánh mắt tập trung như muốn nhìn xuyên qua thân hình chủ tớ hai người, khiến trong lòng hai người cũng có phần bực mình. Đợi chút lại nhìn thấy trên mặt của Lâm Văn Vinh lộ vẻ ác ý. Vị tuyệt sắc công tử sững sờ, vội kêu khe khẽ. Công tử, công tử. Khi hắn gọi lên vài tiếng, Lâm Văn Vinh bừng tỉnh, vội vàng ngẩng đầu lên. Có chuyện gì vậy huynh đệ? Nhưng ánh mắt vô tình dừng lại, xăm soi trên ngực của vị tuyệt sắc công tử. Thấy Lâm Văn Vinh xưng hô như thế, vị tuyệt sắc công tử hiển nhiên nhất thời chưa thể thích ứng được. Đang muốn nói chuyện tiếp, lại thấy mắt hắn vẫn dừng lại trên ngực mình, tựa hồ như đang nghiến ngấu cái gì. Tuyệt sắc công tử trong lòng giận dữ, nhưng không thể phát tác được. Chỉ đành hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Văn Vinh, như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Lâm Văn Vinh da mặt cực dày, đương nhiên hắn không hề e sợ, cũng không hề thu hồi ánh mắt, mà lại càng dương to mắt nhìn ngực, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu thư kia hết tái lại hồng, mà không dám nói gì. Ngươi tiểu tử này, nhìn cái gì vậy? Tuyệt sắc công tử còn chưa phát tác, thì gã thư đồng anh Tuấn bên cạnh rốt cục đã không thể nhịn được nữa. Lâm Văn Vinh hơi sửng sốt một chút, trong lòng cũng thấy buồn cười. Thật là, lão tử với ngực của hai nam nhân thì có việc gì để nghiên cứu chứ? Sau một lát xăm soi, cũng không thu hoạch được gì, quyết định coi họ thực sự là đặc sản của Thái Lan. May mắn là Lâm Văn Vinh từng nhiều lần đến Bangkok cùng một vài vùng của quốc gia này, nên đối với việc này cũng không có thành kiến và bài xích gì nhiều. Sau đó ngẩng lên nhìn vị tuyệt sắc công tử, trả lời thật rõ ràng. Huynh đài, vừa rồi ngươi bảo ta việc gì? Lúc này, hai người đang đứng ở bên Hồ Huyền Vũ. Trong mắt người khác, họ là hai vị văn nhân đang đàm thi luận họa. Chỉ có Lâm Văn Vinh tự thân biết tài tử hay là xài lang còn chưa phân biệt được. Vị tuyệt sắc công tử thấy Lâm Văn Vinh xưng hô bình thường trở lại, sắc mặt khá hơn, gật gật đầu nói. Không biết huynh đài người ở đâu? Lâm Văn Vinh ánh mắt nhìn thẳng vào mặt tuyệt sắc công tử, làn da trắng hồng như là châu ngọc bột phương khiến người hâm mộ. Lâm Văn Vinh âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, ngược lại không được à? Giang Nam không chỉ sinh ra mỹ nữ, mà còn sinh ra bậc này tuyệt sắc nam yêu. Vị tuyệt sắc công tử thấy Lâm Văn Vinh càng dương mắt soi mói, trên mặt hơi ửng hồng, cũng không nói gì, chỉ cáu giận trừng mắt nhìn hắn. Nhìn bộ dạng ấy, Lâm Văn Vinh nhanh chóng quay đầu, không dám nhìn hắn. Bây giờ hắn tin rồi, Thái Lan thực sự tồn tại ở thế giới này. Nếu không, làm sao có bậc tuyệt sắc này chứ? Nghe khẩu âm của huynh đài, tự hồ không phải là người bản địa. Hơn nữa, cách xưng hô của huynh đài cũng rất khác người. Vị tuyệt sắc công tử thấy Lâm Văn Vinh đã thôi không còn soi mói hắn, sắc mặt cũng tự nhiên lại, bắt đầu tìm lời nói chuyện với hắn. À, ta thực sự không phải là người ở đây. Lâm Văn Vinh trên mặt cười cười. Ta đến từ kinh sở, là lưỡng hồ nhân sĩ. Lâm Văn Vinh cũng không nói dối. Nhà hắn vốn ở tại Hồ Bắc. Thế nên hôm nay trước mặt vị tuyệt sắc công tử này, gã cũng chỉ khéo léo nói khác đi chút ít thôi. Từ xưa nói kinh sở có nhân tài, trước kia ta không tin lắm. Nhưng hôm nay mới chỉ nghe huynh đài đọc một câu thơ, ta giờ đã không còn hoài nghi nữa. Vị tuyệt sắc công tử nói rất thành khẩn. Nói hay lắm, nói hay lắm. Lâm Văn Vinh khẽ cười hai tiếng rồi nói. Vị huynh đài này gọi tại hạ lại, không biết là còn có gì chỉ giáo. Vừa rồi nghe công tử ngâm đến câu đó, tựa hồ mới chỉ là hạ khuyết, tức là câu sau. Nhưng đã thấy phi phàm, làm cho người nghe bay bổng. Nhưng chẳng biết còn có thượng khuyết, nghĩa là câu đầu, có thể để cho tại hạ được thưởng thức không? Vị tuyệt sắc công tử tràn ngập hy vọng đáp. Thì ra là một kẻ thi sĩ. Lâm Văn Vinh hiểu rồi. Gã cười cười thần bí, từ từ nói. Câu thơ hay vốn do trời sinh, may mắn mà có được.
vốn có sẵn chúng ở trong lòng. Ta tự biết chứ. Nhưng cái gì là thượng khuyết với hạ khuyết? Đúng là cố cầu không bằng đừng cầu còn hơn. Bình thường đứng trên thương trường, Lâm Văn Vinh tự nhiên là một cao thủ hí lộng, nên hắn cố ý nói với tiểu tử này như thế. Ngươi không thể yêu cầu ta nói ra, không chiếm được ngươi chút tiện nghi, thì ai mà nói cho ngươi chứ? Quả nhiên, vẻ bội phục hiện rõ trên nét mặt vị tuyệt sắc công tử. Y cung kính nói với Lâm Văn Vinh. Huynh đài quả nhiên có phong phạm cao nhân, tại hạ hiểu rồi. Ở thời đại này, khi một người ngâm thơ làm câu đối, tất nhiên luôn làm đủ thượng khuyết và hạ khuyết. Nhưng đã có một câu rất tuyệt rồi, mà dường như Lâm Văn Vinh cũng chỉ nói đến hạ khuyết, mà lại không thèm để ý tới thượng khuyết. Không dám nói là không hề có ai như thế, nhưng đúng là hiếm thấy. Nhìn vẻ bội phục trên mặt vị tuyệt sắc công tử, Lâm Văn Vinh cũng có âm thầm vài phần đắc ý, lại càng làm ra vẻ khiêm nhường nói. Khởi cảm, tản quý, tản quý. Nghĩa là, không dám, còn kém lắm, còn kém lắm. Gã thư đồng áo xanh đột nhiên bật cười, lời lẽ của Lâm Văn Vinh, bất kể nói gì, đều rất đặc biệt. Tuyệt sắc công tử bực tức liếc nhìn gã thư đồng, khiến hắn sắc mặt căng thẳng, không dám nói gì nữa. Huynh đài có một phong thái vô cùng ngạo nghễ, có tài mà không kiêu ngạo. So với những kẻ tự cho mình là phong lưu tài tử kia, thật hơn chúng rất nhiều. Tuyệt sắc công tử ánh mắt chăm chú nhìn những phong lưu đạo sĩ đang ra sức thể hiện văn tài trên mặt hồ kia. Trên mặt lộ ra một tia khinh bỉ. Nghe những lời này, Lâm Văn Vinh cũng thấy có điều kỳ quái. Mặc dù hắn mới đến thế giới này hơn một tháng, nhưng cũng nhận thấy, ở thế giới này, mọi người dường như trọng văn khi vũ, luôn luôn cổ vũ văn tài. Thi cử cũng là lấy văn chương luận anh hùng. Chỉ cần một tay bút tốt, tại thế giới này, tuyệt đối có thể thành đạt lớn. Với một kẻ có văn tài phi phàm như vậy, tại sao lại có vẻ như rất có thành kiến với đám văn nhân tài tử kia? Bất quá, vị tuyệt sắc công tử này mấy câu đó nói cũng rất hay, vỗ mông ngựa cũng rất tốt, khiến Lâm Văn Vinh trong lòng vui vẻ. Nếu tiểu tử này mà cùng làm với hắn ở công ty trước kia, thì tuyệt đối y cũng sẽ là một kẻ bán hàng bẩm sinh. Tiểu tử ngươi nói rất đúng, ta không phải là phong lưu tài tử gì, trên nói là hạ lưu tài tử mới đúng. Lâm Văn Vinh cười thầm. Tài tử và gia nhân Giang Nam, từ xưa đã có mỹ danh, vốn nổi tiếng thiên hạ. Kinh sở tuy cũng có người tài anh hùng tuấn kiệt, nhưng bất kể chất lượng và sản lượng cũng không thể so sánh được với Giang Nam. Lâm Văn Vinh giả bộ khiêm tốn nói. Chất lượng, sản lượng. Vị tuyệt sắc công tử nhướng mày hỏi lại hắn. Cái từ này có thể giải thích rõ hơn được không? À, đại khái mà nói, đơn giản ý nói về hơn kém và số đếm mà. Lâm Văn Vinh trên trán rịn mồ hôi. Những khái niệm này vẫn còn rất xa lạ để giải thích cho người ở thế giới này. Thật là làm khó hắn mà. Tuyệt sắc công tử đó gật đầu, khẽ liếc nhìn hắn, hé miệng cười. Huynh đài giải thích thật sự rất trí tuệ, tài hạ nghe thấy lần đầu tiên đấy. Khi vị tuyệt sắc công tử hé miệng cười, hai bên má xuất hiện hai núm đồng tiền nho nhỏ, hình dung vô cùng xinh đẹp, khiến cho Lâm Văn Vinh trong lòng không ngừng xao động. Chương 2. Nguyên lai ngươi là tiểu nữ nhân. Trời ạ, thế có chết người không chứ? Nghe huynh đài vừa rồi ngâm câu thơ hay tuyệt đó, biết huynh là người hoài bão chi lớn. Vị tuyệt sắc công tử không cười nữa, nét mặt trầm ngâm, nhìn mặt hồ nói. Theo như lời huynh đài nói, Giang Nam sản sinh ra rất nhiều tài tử gia nhân, nhiều văn nhân mặc khách, danh tiếng vang lừng thiên hạ. Cái này là ưu điểm, nhưng cũng là khuyết điểm. À, thời đại này mà cũng có người nghĩ được thế à? Lâm Văn Vinh nhất thời cảm thấy rất hứng thú. Này vị nhân, à, nhân huynh chẳng biết nói vậy là ý gì? Hắn nhất thời lỡ mồm, thiếu chút nữa thì cả hai từ nhân yêu cũng nói ra. Mặc dù chưa chắc gã tuyệt sắc công tử đã hiểu ý tứ của hắn, nhưng lại bắt hắn giải thích ý nghĩa hai từ này, thì không phải là đã tự mình làm khó mình sao? Vị tuyệt sắc công tử gật đầu nói, Đại Hoa quốc ta từ khi Thái Tổ Hoàng đế khai quốc đến nay,
đều có tập quán trọng văn khinh vũ, đặc biệt ở Giang Nam này. Tài tử nữ sĩ đều lấy văn tài phong lưu làm niềm kiêu hãnh. Vào lúc Thái Bình thịnh trị, điều này không sao. Nhưng khi quốc nạn lâm đầu, phương Bắc kẻ địch mạnh đang xâm lấn, nhưng bọn họ lại vẫn như cũ, chỉ lo bản thân, không biết họ để quốc gia đi đâu mất rồi. À, quốc gia, có nước mới có nhà, nếu ai ai cũng như bọn họ. Loãn Phòng huân đích Du Nhân Túy, trực bả hàng Châu Tắc Biện Châu. Nếu thế, Đại Hoa quốc ta còn hy vọng gì nữa đây? Nhân Điều công tử càng nói càng lộ vẻ tức giận, trên mặt nộ hỏa bừng bừng. Lâm Văn Vinh đã đi vào thế giới này được hơn một tháng, sớm đã biết thời đại này gọi là Đại Hoa Triều, hoàng đế họ Triệu, kinh đô tại Thuận Thiên. Nghe nói hiện giờ biên giới phía Bắc, ngoại tộc xâm lấn, quân đội Đại Hoa liên tục thua trận, mất thành mất đất. May mắn là hồ nhân quân đội tuy rất mạnh, nhưng lại không nghĩ là quân phòng thủ tại biên giới của Đại Hoa lại thua nhanh như vậy, nên lương thảo không chuẩn bị đầy đủ. Lại sắp đến mùa đông, nên chúng tạm thời dừng tấn công, rút về Thảo Nguyên, đồng thời bổ sung quân đội chuẩn bị chiến tranh, đợi sang năm tiến quân đánh sâu vào Trung Nguyên. Từ Tống Triều đến nay, Biện Châu là kinh đô của Đại Tống. Khi đó Đại Tống bất lực, sau khi ngoại địch xâm lấn uy hiếp an toàn của Biện Châu, triều đình Đại Tống bất lực rời đô về phương Nam. Biện Châu khi ấy gọi là Cố Đô. Đến khi Đại Hoa Triều Tiên Tổ lập quốc, đánh đuổi Hồ Nhân, lập nên Đại Hoa Triều. Nhưng chuyện về Cố Đô Biện Châu không ai quên được. Thế nên khi Lâm Văn Vinh đọc lên trực bả hàng Châu Tác Biện Châu, Tuyệt Sắc công tử đã hiểu ngay thâm ý trong nó. Chú thích: quyển sách này nói về một thế giới song song. Đại Tống ở đây không có nghĩa là Đại Tống. Triệu Khuôn Dẫn trong lịch sử chỉ là trùng tên mà thôi. Lâm Văn Vinh với thế giới này, mặc dù có những điểm còn chưa hòa nhập hoàn toàn, nhưng hắn biết đã đi vào thế giới này thì phải thực sự để bản thân hòa nhập vào xã hội. Vô luận thế nào thì đây vẫn chính là đồng bào của ta, tuyệt không thể để cho ngoại tộc khi dễ được. Một quốc gia muốn thực sự cường thịnh thì cả văn và võ đều cần duy trì, thiếu một trong hai cái trên đều không được. Cứ như thế ca hát coi bề ngoài rất thanh bình thì cũng không nhiều điểm tốt. Vị Tuyệt Sắc công tử rốt cục tổng kết một câu, trên mặt lộ rõ yêu nước yêu dân hình dáng. Mới đầu tưởng là gã Nhân Điêu này suốt ngày chỉ lo chăm chút cho bộ dáng tuấn tú của hắn, không hề nghĩ là hắn cũng có hỏa bão trong lòng. Nhận thức của Lâm Văn Vinh với tiểu tử này nhất thời thay đổi không nhỏ. Chỉ có điều đối với Lâm Văn Vinh bây giờ thì phú quốc cường dân tạm thời cũng không phải là trách nhiệm của hắn, cho nên hắn cũng không thể hiện ra bao nhiêu là hứng thú. Nét mặt vị Tuyệt Sắc công tử khi nói đến đám tài tử thực sự bất mãn. Hắn nói những câu đó cũng có đạo lý riêng, nhưng với kinh nghiệm nghề nghiệp mách bảo hắn rằng không thể chỉ nhìn mặt ngoài giản đơn như vậy. Nên Lâm Văn Vinh không thể hoàn toàn tán đồng với ý tứ của vị Tuyệt Sắc công tử đó. Lâm Văn Vinh hử lạnh một tiếng, nhưng không mua việc vào mình, cũng không nhìn vị Tuyệt Sắc công tử, mà chỉ nhìn ra mặt hồ phía trước, không nói năng gì. Tuyệt Sắc công tử thấy vẻ mặt của Lâm Văn Vinh, nghĩ hắn cũng là sĩ tử, nhướng mày nói: huynh đại, phải chăng đã có công danh trên người? Lâm Văn Vinh lắc đầu nói: chưa từng có công danh gì cả. Trời, nhìn ta có giống một kẻ đọc sách không? Đại gia ta cũng sẽ đọc, bất quá mắt người quá kém à. Có thấy bên ngoài tay áo, các ngón tay lộ ra ngoài kia có giống như bàn tay của những tú tài, cả ngày chỉ cầm bút đọc sách không? Vị Tuyệt Sắc công tử lại nói: huynh đã từng tham gia kỳ thi hương chưa? Lâm Văn Vinh tiếp tục lắc đầu nói: ta ngay cả kỳ thi khảo thí đầu tiên cũng không hề biết sẽ mở lúc nào nữa. Tuyệt Sắc công tử kỳ quái nói: như vậy mà nói, huynh đài còn không phải là một kẻ... Hắn mới nói được một nửa, đã ý thức mình lỡ mồm, nhanh chóng dừng lại, không nói tiếp mấy từ đằng sau. Lâm Văn Vinh hiểu được ý tứ của hắn, trong lòng rất bực. Gã Nhân Yêu đáng chết kìa, nhìn cái quái gì? Lão tử vốn không muốn là kẻ đọc sách, nhưng cũng có thể đọc ra được một câu thơ tuyệt cú. Đường đường là kẻ tốt nghiệp đại học ở Bắc Kinh, nói theo ngôn ngữ bình thường thì cũng là quốc tử giám môn sinh. Quay về cái năm này, nói không chừng có thể đến quốc tử giám dâng hương gì đó. Người dám như thế mà khinh rẻ ta? Bất quá cũng nói lại,
những loại sách vở thời đại này, Lâm Văn Vinh thực sự không đọc qua bản nào. Gã nhân yêu nói hắn không được tính là một kẻ đọc sách, cũng không phải là không có đạo lý. Lâm Văn Vinh trong lòng cực kỳ không vui, hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi ngâm. Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, Tây hồ ca vũ kỷ thì hưu. Đoán phòng huân đích du nhân túy, trực bả hàng châu tác biện châu. Gã nhân yêu công tử hai mắt sáng lên, vỗ tay không ngừng kêu lên. Háo, háo, háo một. Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, hảo một Tây hồ ca vũ kỷ thì hưu. Huynh đại quả thực tài cao, quả nhiên miêu tả tuyệt vời. Những câu thơ như thế, trong thiên hạ, sợ rằng không còn kẻ nào so được với huynh. Bên cạnh hắn, gã thư đồng đứng thẳng, chăm chú nhìn Lâm Văn Vinh, cũng lộ ra vẻ sùng kính thần sắc. Lâm Văn Vinh trong lòng rất buồn cười, đối với những học thuyết triết lý của gã nhân yêu công tử thập phần coi thường. Thế nhưng, gã nhân yêu công tử dường như đã bắt trúng mạch của gã. Những câu vỗ mông ngựa này khiến gã toàn thân thư thái. Chỉ có điều, gã nhân yêu công tử luôn miệng che trách không ngớt đám tài tử văn nhân, nhưng lại tán thưởng không ngớt lời bài thơ của Lâm Văn Vinh. Thật sự là cực kỳ buồn cười. Nhân yêu công tử cũng là người rất thông minh. Thấy ánh mắt của Lâm Văn Vinh, vội vàng giải thích ý tứ của hắn. Tiên sinh thực sự tài cao, xin thứ lỗi cho ta. Ta tuyệt đối không coi thường những người không đọc sách. Chỉ là nhìn tình thế khó khăn của quốc gia, ta thực sự không chấp nhận được đám giang nam tài tử bộ dạng ra vẻ. Hưng vong của quốc gia không liên quan đến ta, nên ta nói ra có điều mạo phạm tiên sinh. Tiên sinh tư cách thanh cao, xin hãy một lần thứ lỗi cho ta. Hắn nói rồi cúi mình hướng đến Lâm Văn Vinh vái một vái, cực kỳ cung kính. Thấy người này nhận lỗi 10 phần thành khẩn, lại thêm vỗ mông ngựa rất khéo, Lâm Văn Vinh cũng không coi hắn là kẻ tầm thường nữa. Vội vã đỡ hắn đứng thẳng, ôm quyền nói. Xin hỏi đại danh của huynh đài. Không dám, không dám. Ta tính Tiếu, là Tiếu Thanh Hiên. Gã nhân yêu công tử vội vàng ôm quyền cung kính nói. À, thì ra là Tiếu huynh. Tại hạ họ Lâm. Lâm Văn Vinh là tên ta. Lâm Văn Vinh cười hì hì nói, nhưng không hề có nấy nửa điểm cung kính. Nguyên lai là Lâm huynh, thật kính, thật kính. Tiếu Thanh Hiên nhìn Lâm Văn Vinh, khuôn mặt trắng bóc lộ ra hai núm đồng tiền, hai gò má ửng hồng, nhãn thần long lanh toát ra vẻ xinh đẹp đáng yêu. Tiếu huynh, nói hài lắm, nói hài lắm. Lâm Văn Vinh cười lạnh nói. Đúng như lời Tiếu huynh nói, ta thực sự không phải là người đọc sách. Thấy Tiếu Thanh Hiên lộ vẻ xấu hổ trong ánh mắt định nói gì đó, nhưng lại bị Lâm Văn Vinh phất tay thẳng thừng chặn lại. Tiếu Thanh Hiên chỉ nhẹ nhàng nhìn gã, đối mặt với Lâm Văn Vinh hơi cười cười, lộ ra hàm răng trắng bóc. Hình dáng tuấn tú ấy khiến cho Lâm Văn Vinh chống ngực nổi ầm ầm, vội vàng quay đầu không dám nhìn hắn nữa. Trời ạ, gã nhân yêu đáng chết này, như thể cứ nhằm ta phóng điện vậy. Lâm Văn Vinh mười phần phiền não, nhưng hắn cũng không có biện pháp tránh né. Vất vả điều hòa nhịp tim yên ổn trở lại, Lâm Văn Vinh rốt cuộc cũng không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng yêu hấp dẫn chết người kia, tiếp tục nói. Ta mặc dù không phải là người đọc sách, đối với hiện trạng, an phận chỉ lo tình tự cũng rất không tán thành. Nhưng ta thấy cũng không trách được bọn họ, bởi vì căn nguyên không phải là do bản thân họ mà ra. Không phải do bản thân họ mà ra ư? Tiếu Thanh Hiên, gã nhân yêu công tử nhíu mày nói. Không hiểu Lâm huynh nói vậy có ý gì? Lâm Văn Vinh chậm rãi đáp. Rất đơn giản. Chúng ta nhìn thấy cảnh này chính là đời sống dân chúng. Mà đời sống dân chúng chính là tình vũ biểu phản ánh các chính sách trị quốc của một quốc gia. Hey, tình vũ biểu là cái gì? Người có thể hiểu được chứ? Tiếu Thanh Hiên lộ vẻ miễn cưỡng nắm bắt được ý tứ. Lâm Văn Vinh cũng lười, không muốn giải thích lại. Sau đó nói tiếp. Ngươi xem, bây giờ trên mặt hồ Huyền Vũ này, sĩ tử như nêm, nữ sĩ đi lại như con thoi. Cái này đúng là kết quả của việc hướng dẫn dư luận của quốc gia này không? Lâm Văn Vinh cũng chưa thích ứng hoàn toàn với cái thế giới song song này, cho nên trực tiếp vẫn gọi là quốc gia này. Hướng dẫn dư luận. Tiếu Thanh Hiên hiển nhiên, lần đầu tiên gặp từ này
có điều không rõ, nhíu nhíu mày, thể hiện một bộ yêu kiều hình dáng, khiến cho Lâm Văn Vinh nhớ đến điển tích Tây Tử Phùng Tâm. Trời ạ, như thế nào mà nhớ tới so sánh quái ác như thế? Lâm Văn Vinh lập tức dừng lại, lắc lắc đầu, muốn đem cái tưởng pháp đáng sợ đó trong lòng dập tắt đi. Tiếu Thanh Hiền thoáng liếc nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, Lâm tiên sinh, người có thể giảng giải cho ta một chút về hướng dẫn dư luận được không? Tiểu tử này khi nói đến học tập thì điệu bộ rất trịnh trọng. Bây giờ lại gọi ta là Lâm Văn Vinh tiên sinh. Nhớ đến lúc đầu, tiên sinh mang hàm ý nói là hai người cũng là cùng một loại người. Làm Lâm Văn Vinh cả người đột nhiên mọc lên một lớp da gà. Làm tiên sinh của gã nhân điêu này, không bằng cầu xin Thượng Đế chôn sống ta đi. Thiếu huynh, mong ngươi về sau không cần gọi ta là tiên sinh được không? Ta nói thật nhé, với cách xưng hô như thế với ta thật sự hơi quá. Lâm Văn Vinh không nhịn được nhíu mày nói. Tiếu Thanh Hiên sửng sốt một chút, lập tức đáp ứng nói. Được thôi, Lâm tiên sinh. Lâm Văn Vinh bất lực chớp mắt liên tục. Gã nhà điều đáng chết kia, thật sự đánh chết không đổi nết à? Tiếu Thanh Hiên hiển nhiên cũng ý thức mình có điều không phải, đôi má ửng hồng lên, vội vàng cười cười xin lỗi. Lại làm hắn nổi da gà rồi. Từ khi Lâm Văn Vinh đi tới thế giới này đến nay, đây là lần đầu tiên nói chuyện với người khác nhiều như vậy. Những chuyện xa hơn một tháng, hắn đều quên đi hết thảy. Dù sao cái hắn có tại đây chính là thời gian. Tại địa phương này, muốn tìm một người đến để nghe hắn luyên thuyên tâm sự, thật là khó khăn mà. Hướng dẫn dư luận, đó cũng chính là tuyên truyền. Chỉ cần nắm chắc phương hướng tuyên truyền, thì muốn tạo dư luận như thế nào cũng không thành vấn đề. Người muốn để cho lũ sĩ tử môn ca múa thanh bình, thì chúng sẽ ca múa thanh bình. Người muốn cho họ khẳng khái lo quốc nạn, thì họ sẽ lo quốc nạn. Hết thảy đều là ứng dụng linh hoạt của các thủ đoạn thôi. Lâm Văn Vinh nói từ từ chậm rãi. Gã Tiếu Thanh Hiền quả nhiên là một kẻ thông minh, lập tức hiểu được ý tứ của hắn, cảm thấy hưng phấn, nói. Lâm tiên sinh, người ý tứ là chúng ta có thể khống chế dư... Hắn nói mới có một nửa, đã dừng lại, hiển nhiên là đã hiểu hết rồi. Tiểu tử này cũng thực là người tài, phản ứng nhanh nhẹn. Hơn nữa còn hiểu được đạo lý chỉ nói ra ba phần ý tứ mà thôi. Lâm Văn Vinh lạnh lùng cười nói. Nếu cả múa thanh bình hay là quốc nạn đến nơi, nếu những người cầm quyền vẫn cứ bình thường không động tĩnh gì. Hiện nay tuy là lúc quốc nạn đến nơi, mà đám sĩ tử vẫn như cũ ca múa hưởng thụ, không hề có cảm nhận được một tia khẩn trương chút nào. Cái này không thể không nói là có phải những nhà cầm quyền đang mắc sai lầm hay không. Lâm Văn Vinh tuy ngày qua đêm đến ở thế giới này được gần một tháng, nhưng hắn vốn không phải là người ở đây, nên không hề có cái tư tưởng đế vương là trên hết như kẻ khác. Hắn có gặp hoàng đế, cũng tuyệt không cúi đầu. Trong tâm không tránh được vẫn còn chút ngạo khí, bởi vậy có nói ra cũng không hề cố kỵ cái gì. Sự thực, những lời này cũng chỉ có hắn, kẻ không sợ cái gì cứng đầu tiểu tử dám nói ra. Còn những kẻ khác, mặc dù có nghĩ tới, cũng không dám trực tiếp nói thẳng ra. Gã Tiếu Nhân Yêu này, đương nhiên là kẻ theo phái Bảo Hoàng Trung Thành. Khi nghe Lâm Văn Vinh cười lạnh, sắc mặt nhất thời có chút bất hảo, cũng lạnh lùng nói. Lâm Tiên, Lâm Huynh, ta nghĩ thực sự không phải như ngươi tưởng tượng đâu. Đương kim hoàng thượng thực sự đang lúc khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn điều hành quốc gia. Hiện nay phương Bắc kẻ địch mạnh đang xâm lấn. Đối với đại hoa hùng mạnh của chúng ta mà nói, tuy là một lần thua trận, cũng không chắc chắn là lần sau cũng thua như thế. Theo như ta nhận xét, đương kim hoàng đế hùng tâm tráng trí, đang ra sức chấn hưng đất nước, chỉnh đốn quan trường, dự trữ lực lượng, chuẩn bị trước khi cuộc chiến xảy ra. Một trận thành công, nâng cao chí khí của đại hoa hùng mạnh. Gã tiểu tử này như thể biết trong nguy cơ tìm cơ hội, ánh mắt cũng khá độc đáo. Tuy nhiên những lời hắn nói đều là của giới quan trường thường nói. Cái quái gì là đương kim hoàng đế đang lúc khỏe mạnh gì chứ? Là những lời lừa gạt trẻ con thôi mà. Lâm Văn Vinh mặc dù mới đến đây được một tháng thời gian, nhưng cũng biết rằng đương kim hoàng đế cũng đã năm 60 tuổi, không hiểu có phải lúc thiếu niên quá sức phóng túng, nên đến giờ cũng không có con trai, chỉ có hai vị công chúa mà thôi. Cái gì là đang lúc khỏe mạnh chứ?
lão ấy sợ rằng hiện tại, sợ rằng đang đau yếu suốt ngày, đứng lên không nổi ấy chứ. Còn cái gì là tinh thần phấn chấn điều hành quốc gia chứ? Cái này có khi cũng không phải là do hoàng đế định đoạt. Dân sinh là dẫn chứng tốt nhất. Hiện nay Kim Lăng Phong Nguyệt so với phương Bắc khói lửa đang trở thành hai cảnh trái ngược. Cái gọi là tinh thần phấn chấn kia, có lẽ cuối cùng để viết ở miếu của hoàng đế lão nhân để xem chơi thôi. Nhìn thần thái của vị tiểu công tử này, đối với hoàng đế tuyệt đối tín nhiệm. Lâm Văn Vinh sao lại tranh biện với hắn? Chỉ cười lạnh một tiếng nói: từ xưa phân định công tội chỉ để cho hậu nhân nhận xét. Tiểu tiếu ngươi đối với hoàng đế vô cùng tin tưởng, ta cũng hy vọng ngươi cảm giác không sai. Hy vọng hắn sẽ thực sự tạo phúc cho thiên hạ dân chúng. Nhân yêu công tử nghe Lâm Văn Vinh nói, hắn là tiểu tiếu, hiển nhiên từ trước đến giờ chưa ai gọi hắn như vậy. Trên mặt hơi đỏ lên, hùng hằng trợn mắt liếc qua Lâm Văn Vinh. Lâm Văn Vinh ra mặt dày như tường thành. Đối với hắn, đôi mắt vẫn hết sức tự nhiên, như không thấy gì. Nhưng thật ra gã tuấn tú thư đồng kia mặt đỏ bừng bừng, nắm chặt bàn tay, như là muốn lao đến đánh hắn ngay. Nghe ý tứ của Lâm Huynh, tựa hồ như đối với đương kim hoàng đế không tin tưởng một chút nào. Tiểu công tử sắc mặt ngày càng khó coi, nhìn Lâm Văn Vinh nói dần từng tiếng một. Y bực mình mà nói lại, trên người tựa hồ phát ra khí phách quý tộc bức nhân. Loại khí thế này không phải là người bình thường mà có được. Đáng tiếc, Lâm Văn Vinh đối với cái loại phú quý vương phách trì khí chó ma ấy, miễn dịch tuyệt đối, làm họ tiếu càng phải để ý. Đối với Lâm Văn Vinh, xem ra không giống như gã thư đồng tràn đầy đấu khí, nhưng thực ra mặt của họ tiếu đang ngày càng đỏ. Lão tử nếu là người nam sủng, tất sẽ chọn hắn. Trong lòng đột nhiên nảy ra ý niệm, khiến cho Lâm Văn Vinh chút nữa hét lên. Cha mẹ của gã nhân điêu này là người nước nào, mà có thể suýt nữa khiến cho lão tử thay đổi cả chủ ý. Tin tưởng. Lâm Văn Vinh nhìn hắn cười cười nói. Tiểu tiếu, không cần đặt hy vọng vào lão hoàng đế đó. Con người chỉ có thể tin tưởng chính mình. Ngươi... Nghe Lâm Văn Vinh đối với hoàng đế không hề có một thái độ tôn kính tôn kính, gọi hoàng đế lão nhân. Gã tiếu công tử kia thần tình đỏ bừng. Chỉ Lâm Văn Vinh nói. Thật là đại nghịch bất đạo mà ngươi cũng dám nói ra. Hắn phẫn nộ khiến hai tai đỏ bừng lên. Trên vành tai lộ ra hai điểm nho nhỏ, vốn trước đó mờ nhạt không thể nhận ra. Thì ra ngươi là một tiểu nữ à? Lâm Văn Vinh bột miệng nói. Chương 3. Tương mỹ nữ thôi hạ hà. Thế giới này so với thế giới của Lâm Văn Vinh năm đó có sự khác biệt rất lớn. Ở cái thế giới kia của hắn, nam nhân xỏ lỗ tai đeo khuyên tai là chuyện bình thường, có thể thấy ở khắp nơi. Nhưng tại chỗ này, dân cư thuần phác, những kẻ làm chuyện kinh thế hãi tục vậy có thể bị coi là yêu ma, người người thọp lại chu diệt. Cho nên ở đây, tuyệt đối không có nam nhân dám xỏ lỗ tai. Ngay cả những kẻ nhân điêu cũng không có gan làm điều đó. Tiểu nữ tên gọi là Tiếu Thanh Hiên này vừa rồi bực tức khiến vành tai đỏ bừng lên. Lâm Văn Vinh mới chú ý đến trên vành tai có hai lỗ mờ mờ. Thảo nào mà lại tuấn tú như thế? Thì ra chân chính là một cô nương quốc sắc thiên hương. Lâm Văn Vinh trong lòng thầm kêu may mắn. Xem ra thiên hướng tình cảm của mình cũng rất bình thường thôi. Bất quá tiểu nữ này không vì hắn nghèo đói mà quay mặt bỏ đi, lại dám hạ mình kết giao. Xem ra cũng có vài phần tuệ nhãn. Vị tây thi tiếu công tử bị Lâm Văn Vinh một câu phát giác thân phận, lại còn không hề e dè dùng hai từ tiểu nữ, càng xúc phạm đến điểm cố kỵ của nàng. Những hào cảm đối với Lâm Văn Vinh trước kia nhất thời bị cuốn trôi sạch sẽ. Nàng sắc mặt đỏ bừng, nhìn Lâm Văn Vinh trong mắt phun ra một cỗ nộ hỏa. Ngươi thật là đồ háo sắc vô sỉ. Lâm Văn Vinh lúc trước nhìn tiếu công tử cũng có điều không thuận mắt, nhưng lại hiềm nghi y là sản phẩm của Thái Quốc. Lúc này thì hoàn toàn lộ rõ chân tướng. Bây giờ nhìn lại, tiểu nữ tử này người cao rong ròng, đùi ngọc căng căng, không cần chạm tới cũng có thể cảm giác được độ đàn hồi nóng bỏng. Mày liễu mắt phượng, môi hồng răng trắng, toàn thân da thịt trắng muốt như ngọc. Trong cơn tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc, hai má hồng hồng, lại càng tăng thêm vài phần kiều mị sắc thái. Luận dung mạo mà nói, nàng đúng là nữ tử xinh đẹp nhất y từng gặp. Chỉ tiếc theo suy đoán việc ngực bằng phẳng phi trường vừa rồi, trước ngực nàng nhất định có cái gì đó buộc chặt, che giấu bộ phận nhấp nhô này, không nhìn thấy được diện mạo thực sự,
cũng có điều tiếc nuối. Lâm Văn Vinh chăm chú nhìn ngực nàng không ngừng, gật gật đầu rồi lại lắc đầu cảm khái. Trong mắt người ngoài, y chuẩn xác là một gã sắc lang. Tiếu Thanh Hiền sắc mặt tái nhợt, đột nhiên hét lớn: "Ta giết ngươi kẻ áo sắc này!" Một mũi phi tiễn từ trong tay nàng bay ra, một ánh vàng chớp động, mang theo một cỗ trường phong mạnh mẽ hướng đến trước ngực Lâm Văn Vinh đánh tới. Lâm Văn Vinh trong lòng cực kỳ kinh hãi. Mấy lượt trêu ngươi là cái gì đây? Võ công? Ma pháp? Nhưng cũng không còn thời gian suy nghĩ nữa. Tiểu tử này động tác cực nhanh. Lâm Văn Vinh khi học đại học cũng được coi là phản ứng nhanh nhẹn. Đánh nhau thường một địch hai. Nhưng dưới tay tiểu nữ tử này, như thể không còn kịp tránh né. Nhìn bàn tay trong chốc lát đánh tới ngực mình, Lâm Văn Vinh chỉ nghĩ có một điều. Mạng ta xong rồi, nhưng là kết thúc trên tay một tuyệt đỉnh xinh đẹp tiểu nữ. Lâm Văn Vinh trong lòng đột nhiên nhớ đến cha mẹ ở nhà. Nếu không phải một tháng trước công ty tổ chức chuyến du lịch Thái Sơn, hắn cũng sẽ không đến đây. Nếu không phải là con ả ác độc kia cưỡng bách hắn phải khuân hầu hết hành lý của mọi người, thì hắn cũng đã không trượt chân ngã xuống, không bị rơi vào cái không gian kỳ quái và đến được cái địa phương này, để đến nỗi giờ đây, kết thúc trên tay tiểu nữ này. Lâm Văn Vinh trong lòng đột nhiên phẫn uất cùng cực. Đã đưa ta đến đây, vì sao lại còn muốn ta kết thúc trên tay tiểu nữ tử kia nhanh vậy? Thế này rõ ràng là ông trời cố tình tru diệt ta. Ta không cam tâm. Lâm Văn Vinh bừng bừng ý chí chiến đấu, hung hăng nhìn tiểu nữ đang cầm nắm vận mệnh của mình. Cũng không biết lấy khí lực ở đâu, hai tay đột nhiên hướng về phía trước, tay ôm chặt eo nàng. Đúng lúc đó bàn tay của nàng cũng đánh tới ngực y. Cũng không biết có phải nhầm không, khi Lâm Văn Vinh chạm tay vào eo nàng, trong chốc lát, mắt nàng lộ ra một tia không đành lòng, lực đạo công đến cũng giảm đi vài phần. Đã giảm đi một chút, nhưng cũng khiến cho ngực gã phải chịu đựng một cơn đau nhức, cả người giống như bị đánh tàn nát, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Văn Vinh cũng không cố gắng hơn được nữa, hai mắt đỏ ngầu, hai tay như chiếc kìm sắt siết chặt eo nàng, một cảm giác mềm mại khiến tâm thần Lâm Văn Vinh rung động. Nhưng lúc này tính mạng đang nằm trong tay kẻ khác. Những cảm giác đó lập tức biến sạch. Lâm Văn Vinh hung hăng ghì chặt nàng, không để nàng đánh phát trưởng tiếp theo. Hai chân đạp mạnh bắn về phía sau. Hai người vốn đang sát gần hồ. Tiếu Thanh Hiền trong lúc không kịp phản ứng. Hơn nữa nàng căn bản không có dự liệu Lâm Văn Vinh đột nhiên có hành động như vậy. Để Lâm Văn Vinh ôm chặt eo nàng, nàng sắc mặt đỏ bừng nổi giận quát lớn: "Đồ vô sỉ, ta giết ngươi!" Đây là lần thứ hai nàng mắng Lâm Văn Vinh vô sỉ. Lúc này đây nàng thực sự động sát khí, trưởng phong so với lần trước mãnh liệt hơn nhiều, căn bản hạ thủ bất lưu tình. Lâm Văn Vinh cả người đau nhức, trong lòng cố duy trì sự tỉnh táo, sớm đã đoán trước tiểu nữ này tuyệt đối sẽ không bỏ qua, lập tức ôm chặt eo nàng, khiến nàng không thể vận lực. Hai người sát kề nhau, Lâm Văn Vinh nhẹ nhàng xoa nhẹ vào nách nàng một cái. Với kinh nghiệm của y, cái chiêu thức này từ nhỏ đến lớn áp dụng thì đúng là trăm lượt không sai. Mặc kệ là đại hiệp cao thủ hay là hoàng đế cao quý, khi gặp phải chiêu thức ấy đều bó tay chịu thua. Không ngoài dự liệu, quả nhiên lợi hại, nha đầu này cả người run lên căng thẳng, vội vàng ức chế ý cười, lực đạo đang tụ tập trên tay hoàn toàn phát tán đi. Có cơ hội trời cho, y phải giữ chặt không rời, phải dùng ba từ này để nói về Lâm Văn Vinh lúc này. Lâm Văn Vinh liều chết ôm chặt người nàng, không cho nàng dãy giụa được chút nào, chân đạp mạnh một cái, hai người từ trên bờ rơi xuống mặt nước.